Thời gian gần 4 giờ bay đã đưa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam đến sân bay quốc tế Soekarno-Hatta ở thủ đô Jakarta của Indonesia vào lúc 10 giờ 30 giờ địa phương, ngày 4 tháng 9. Đây là khởi đầu cho việc tham dự các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị, hoạt động liên quan. Tại sân bay Soekarno-Hatta, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam đã được đón tiếp bởi Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế sáng tạo Indonesia ông Sandiaga Uno, Vụ trưởng Vụ lễ Tân Bộ Ngoại giao Indonesia, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Indonesia ông Tạ Văn Thông, Đại sứ, trưởng phái đoàn Việt Nam tại ASEAN ông Nguyễn Hải Bằng, cùng các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia và phái đoàn Việt Nam tại ASEAN. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 dự kiến sẽ tập trung đánh giá tình hình triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025 và các kế hoạch tổng thể trên ba trụ cột chính trị an ninh, kinh tế và văn hóa xã hội. Cuộc họp cũng sẽ định hướng chiến lược phát triển của ASEAN trong 20 năm tới, hướng tới mục tiêu xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết tự cường, sáng tạo, năng động và lấy người dân làm trung tâm. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ kiểm điểm và thảo luận về phương hướng và biện pháp tăng cường quan hệ với các đối tác cũng như trao đổi về tình hình khu vực và thế giới. ASEAN dự kiến sẽ thông qua và ghi nhận nhiều văn kiện quan trọng tại hội nghị này, bao gồm tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045, tuyên bố hòa hợp ASEAN-IV, tuyên bố ASEAN là tâm điểm của tăng trưởng và nhiều văn kiện hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực như an ninh lương thực, kinh tế số, kinh tế biển xanh, nông nghiệp, hệ sinh thái xe điện, phát triển gia đình và bình đẳng giới, giáo dục mầm non, hòa nhập cho người khuyết tật và nhiều lĩnh vực khác.